Xin chào tất cả các bạn. Trong cái quãng thời gian vừa qua thì mình nhận được khá là nhiều những câu hỏi liên quan đến việc trang trí website, và một trong số những câu hỏi đó có một câu hỏi liên quan đến việc mà thêm cái phần đã bán như thế này vào bên trong website như thế nào. Thì với cái phần đã bán như này thì trước hết thì chúng ta sẽ thấy là cái giao diện của website của chúng ta, những cái phần liên quan đến sản phẩm nó sẽ hiển thị được bắt mắt hơn, được đẹp hơn. Và một trong số những cái yếu tố đó thì nó sẽ có một cái tác dụng nữa, đó chính là tăng được cái tỷ lệ gia tăng đơn hàng ở trên website. Ví dụ như mình là một người mua hàng thì chẳng hạn, mình nhìn những cái phần sản phẩm như này đã bán tận 65 lượt chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là uy tín, rất là an toàn. Và những cái số liệu này thì chúng ta hoàn toàn thể tạo ra, tự động tạo ra được con số cho nó. Đó, chúng ta thể hướng vào những cái sản phẩm chủ lực hay là hướng vào những cái sản phẩm mồi. Đó, từ đó kích thích được khách hàng, gia tăng những tỷ lệ chuyển đổi. Đó, thì trước đó thì mình cũng đã hỗ trợ một số bạn bằng cái phần code rồi. Gửi code cho một số bạn. Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta tùy chỉnh những cái liên quan như vậy nó sẽ hơi khó một chút, và chúng ta xử lý những cái phần liên quan đến code thì nhiều bạn không được dành. Thì với cái lý do đó nên là trong hôm nay chúng ta sẽ không sử dụng bằng code mà chúng ta sẽ sử dụng bằng plugin. Trong quãng thời gian vừa qua thì team đã tổng hợp lại những cái phần code đó và đưa ra một cái plugin để có thể hỗ trợ các bạn dễ dàng hơn trong cái việc mà thêm được cái phần đã bán và tùy chỉnh những cái thông tin liên quan. Thì cái phần link tải plugin này mình sẽ để ở dưới phần mô tả và mọi người có thể tải hoàn toàn miễn phí. Mọi người sẽ xuống phần mô tả của video này nhé để tải cái phần plugin nó về. Nó sẽ là một cái file zip và mọi người sẽ cần cài cái plugin nó lên. Mọi người sẽ vào plugin và cài phần plugin nó lên. Mọi người vào cái phần mô tả và sẽ tạo được một cái file có tên là hiển thị số sản phẩm đã bán. Sau mọi người tiến hành cài đặt vào. Đây nó sẽ là một cái plugin nhé. Và mọi người sẽ sau khi cài đặt mọi người sẽ kích hoạt nó. Sau khi kích hoạt xong thì chúng ta sẽ vào cài đặt những cái thông số liên quan đến cái phần hiển thị cho cái phần đã bán đó. Rồi nó sẽ nhảy cho chúng ta luôn vào bên trong cái phần cài đặt. Cấu hình của chúng ta thì chúng ta sẽ có một số phần lưu ý như sau. Đầu tiên là cái phần tiêu đề. Tiêu đề ở đây nó sẽ là cái phần chữ ở đây này. Ở đây thì mặc định mình đang để nó là đã bán. Còn trong trường hợp mọi người muốn cung cấp sản phẩm dịch vụ hoặc là đăng ký chẳng hạn, làm về một cái dạng đăng ký thì mọi người sẽ có thể ghi là đã đăng ký 17 hoặc đã đăng ký 20 gì đó, thì mọi người sẽ thay cái phần tiêu đề này. Còn mặc định ở đây thì nó đã là đã bán nhé. Còn trong trường hợp mọi người không sửa thì nó sẽ vẫn giữ nguyên là đã bán. Sử dụng dữ liệu WooCommerce thì cái này mọi người sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất là nếu mọi người muốn sử dụng cái dữ liệu thật từ WooCommerce, tức là mọi người bán được bao nhiêu đơn hàng mà WooCommerce ghi nhận ạ, thì nó sẽ hiện lên, thì mọi người sẽ tích vào đây. Còn trong trường hợp mà mọi người muốn sử dụng cái dữ liệu ảo để chúng ta tự động điều hướng khách hàng quan tâm đến những cái sản phẩm mồi hay là sản phẩm chủ lực thì chúng ta sẽ không cần tích vào trong đây. Đó. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có cái vị trí để hiển thị cái phần đã bán đó. Chúng ta sẽ chọn những cái vị trí phù hợp với các size của chúng ta. Ví dụ ở đây giống như mình thì mình sẽ để nó là dưới cùng của sản phẩm luôn. Rồi ok, sau đó thì chúng ta setup xong thì chúng ta sẽ lưu thay đổi nó lại. Và đây là cái trang trước lúc mà chưa có cái phần cài đặt cái phần plugin nó vào đó, thì nó không có phần đã bán nó. Sau khi cài đặt xong thì mọi người sẽ tiến hành mọi người rát lại cái trang của mọi người, thì lúc này mọi người sẽ thấy nó hiển thị ra những cái nút đã bán. Còn một số sản phẩm ở đây thì nó đang chưa hiện này. Chúng ta sẽ đợi một lúc để lát, sau đó chúng ta sẽ F5 lại cái trang của chúng ta. Rồi chắc nó vẫn chưa nhận, mọi người sẽ F5 lại nhé, nó sẽ mất một khoảng thời gian để nó nhận. Còn trong trường hợp mà chưa nhận thì chúng ta sẽ vào chúng ta khai báo lại cái sản phẩm đã bán. Và tất cả những cái đã bán được bao nhiêu sản phẩm ở trong đây chúng ta hoàn toàn có thể chủ động thay đổi. Chúng ta chủ động thay đổi được nhé. Rồi mình sẽ lát lại một nữa ở trong cái phần cái hạt Macca này xem nó đã hiện chưa. Ok, nếu mà nó chưa hiện thì chúng ta sẽ vào thì chúng ta sẽ lắp lại khai báo lại cái phần đã bán cho cái sản phẩm Macca này. Thì chúng ta sẽ có thể vào bên trong cái phần sản phẩm ở trong đây. Đó, chúng ta sẽ vào trong cái phần là phần tất cả sản phẩm này. Trong cái phần tất cả sản phẩm thì chúng ta sẽ tìm lại vào bên trong cái dụng cụ hạt Macca 30k đây đúng không? Đó, chúng ta sẽ vào bên trong chỉnh sửa cái sản phẩm này. Trong chỉnh sửa sản phẩm nằm ở bên trong cái phần dữ liệu sản phẩm này, mọi người sẽ được tạo thêm một cái là sản phẩm trong kho và số lượng sản phẩm đã bán. Mọi người sẽ có thêm hai cái ô này. Ví dụ những cái sản phẩm mà nó không hiện ra cái phần đã bán này nhé, thì nó chưa có số liệu
là cái số lượng trong kho và số lượng đã bán. Cái số lượng trong kho là gì và số lượng đã bán là gì? Đó, cái đã bán thì mọi người đã nhìn thấy rồi đúng không? Nó là cái 344 này. Đó, còn cái trong kho nó sẽ là cái độ dài của cái ô này. Đó, ví dụ nhé, mình sẽ để số lượng trong kho là 99 này và số lượng đã bán là 100 chẳng hạn. À đâu, số lượng đã bán phải lớn hơn nhỏ hơn số lượng trong kho nhé. Trong kho bao giờ phải nhiều hơn đã bán đúng không? Đó, ở đây sẽ số lượng trong kho là 99 chẳng hạn này, đã bán là số lượng trong kho là 100 và số lượng đã bán là 90 chẳng hạn. Đó, sau đó mình sẽ tự tiến hành mình lưu lại cái sản phẩm này nhé, tôi chặt lại này. Tôi chặt lại em. Rồi sang đây thì mình sẽ lát lại cái phần hiển thị của nó nhé. Mọi người sẽ thấy đó, nó đã bán 99 và nó có tổng cộng là 100 sản phẩm. Đó thì nó sẽ sắp đầy rồi, sắp hết rồi, đã bán 99 rồi. Cái này thì mọi người có thể áp dụng cho những cái sản phẩm có chương trình flash sale. Còn trong trường hợp những cái sản phẩm mọi người không muốn đưa cái phần đã bán này vào thì mọi người sẽ xóa hai cái dòng dữ liệu là sản phẩm trong kho và sản phẩm đã bán đi là được. Đó. Đây mọi người sẽ xóa hai cái này đi. Xóa cái 100 và cái số 99 vừa 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 mình thêm thì nó sẽ mất đi cái phần đã bán. Đó, còn ví dụ ở đây chúng ta mới bán được một thôi thì chúng ta sẽ sửa về một. Tương tự với những cái sản phẩm kia, chúng ta muốn thay đổi cái số lượng trong kho và số lượng đã bán thì chúng ta cũng sẽ vào bên trong cái phần chỉnh sửa sản phẩm, vào bên trong cái dữ liệu sản phẩm và chúng ta sẽ có thêm hai cái phần ô trường khai báo thông tin số liệu của sản phẩm trong kho và sản phẩm đã bán. Đó, lúc này thì cái dụng cụ đâu, cái sản phẩm ở đây đâu ấy nhỉ? À đây đúng không? Đây cái 30.000 đây. Đó, nó đã bán một thì nó sẽ chỉ chạy đến đây thôi. Đó, nó đã bán ví dụ cái này thì đã bán khoảng là một nửa đi chẳng hạn này. Đó. Thì với những cái sản phẩm như này, ví dụ cái 260 này, chúng ta muốn tăng lượt bán lên nhiều hơn hoặc là giảm cái lượt bán ít đi thì chúng ta cũng sẽ vào bên trong cái sản phẩm đó và chúng ta sửa lại cái số liệu thôi là được. Đó, đó là cái cách để chúng ta sử dụng cái plugin và cài đặt cái phần đã bán để gia tăng được cái tỷ lệ chốt đơn cho các cái sản phẩm và làm cái website của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn, trông đẹp mắt hơn. Và chúc các bạn sẽ thực hiện thành công.